Hello, em xin tạm biệt, chào tất cả các anh em nhé. Chào mừng các bác đã đến với cái video tiếp theo của máy xúc nhỏ và vỏ trái đất. Hôm nay em đang làm một cái video đang đi san mặt bằng của cái vườn rau cho cái người dân này các bác ạ. Gọi là mặt bằng thôi nhưng mà cái này là do là thiếu đất cho nên các bác ấy muốn vuốt xuôi nó về cái đằng phía đằng ngoài ngoài này này. Đây là cái ngoài này là cái đằng bờ suối. Rồi mình sẽ đặt cái bè nó mình hụt xong để mình đứng ở đây nhá. Đây cái phía trong này này, mình quay sang bên này cho anh em dễ nhìn này, phía trong này nó là đầu phía bên trong ấy, nó cao hơn rất là nhiều. Đấy cho nên là mình phải cố gắng là mình múc làm sao để cho nó dốc ra ngoài và nó đủ đất ra cái chỗ phía bên ngoài, chỗ cái búi chuối ở phía ngoài này này. Đây mình múc xong rồi mình quay ra cho các bác xem. Đây nhá, đây có cái búi chuối này. Đấy mình cứ dồn hết đất ra cái chỗ khu ngoài cái búi chuối với búi cỏ này là ok nha các bác nhá. Đấy, do là cái lượng đất này nó thiếu cho nên người ta mới muốn là để múc cho cái đất nó xuống thấp như thế. Chứ còn bình thường thì chỗ này san bằng ra với lại cái mặt đường ở phía đằng ngoài kìa. Đấy, phía đằng ngoài ngoài bên ngoài ấy này là tốt nhất. Nhưng mà đây là người ta thiếu đất, người ta chưa đổ được đất vào thêm. Hôm nay thì để các bác cái trồng rau cho nên là mình sẽ làm cho nó phẳng luôn nhá. Là cho nó phẳng thì là cho nó mịn đấy các bác, không phải là phẳng theo kiểu mặt bằng mà là nó mịn đi, chứ nó không gồ ghề cục đất to cục đất bé nữa, mà là để cho nó mịn đi. Đấy. Cái này thì đất của hai nhà khác nhau cho nên là mình cố gắng là không lấn đất sang, tránh tình trạng là mấy bác chủ nhà lại đi cãi nhau về cái việc đất lấn sang bên này nhiều quá rồi thì là lấn ra bên kia nhiều quá. Đấy. Nhiều khi đi làm cũng phải hết sức để ý, không có là các bác ấy lại đi cãi nhau thì lúc đấy mình ở giữa thì rất là dở. Cũng có nhiều khi là có cọc có mốc thì không sao, nhưng mà không có cái gì thì để dựa theo mắt nữa thì nhà người ta đang ghét nhau nữa thì rất là dễ bị chửi nhau luôn. Đây mình muốn múc một tí cái ô này nữa xong rồi mình sang cái ô ở phía bên trong này. Nhưng mà cái chỗ này thì là chưa đủ, chưa được. Đấy. Chỗ này ra hơi mép mép ngoài một tí nhá. Do là cái chỗ kia nó thấp hơn, lúc trước nó thấp hơn nên nước nó chảy qua chỗ đó nó hơi xói một tí. Đấy, nó xói xuống thì là cái bờ của nó thấp hẳn đi các bác ạ. Nó lõm hẳn xuống. Đấy cho nên là mình bù lại thêm một ít. Đấy như này không cứ thế này là mình gạt ra thôi. Đó. Gạt cái này ra. Kia có cái bác gì bác ấy bảo là đánh cái ô tô ra thì phải. Ô tô mình để kia để lát mình chở máy luôn đấy các bác ạ. Đây có một ít cái mấy cây đu đủ rồi thì là cây xoan như ấy này thì mình sẽ gạt hết đi nhá. Đấy, bỏ hết đi. Bác ấy bảo là không múc vào cái chỗ cái ổi đang đứng kia cho nên là mình sẽ tránh cái cây đó ra. Ở những cái rác riếc này mình sẽ cho xuống trước này. Đấy. Thế bên này thì là cái đất ở bên này có rau có ấy rồi, có rau thơm rồi thì là có những cái cây gọi là cây quất kia, mình thấy rất nhiều cây quất luôn. Là ba cái đã có đầy đủ hết rồi cho nên là mình sẽ không lấp sang cái phía bên kia mà mình chỉ để cái ấy ở phía bên này thôi. À, mình đi lên đây mình gạt cái chỗ này ra và đào cái hố để trồng chanh, cho hết cái rác này xuống dưới nhá.
Cái này nó là không biết là cái nghệ hay là cái gì, nghệ thuốc hay sao các bác. Mình thấy ba kia ba cái để ba cái ba cái để ba cái làm cái cái này thì mình cứ ủi ra. Cái xoan này bỏ đi nha các bác nhá. Bỏ đi thì mình sẽ cho nó bé đi, cái này để cho nó xuống dưới đi. Các bác hãy bác lấy để làm củi. Cái cây này làm củi. Gạt nó gọn ra bên này đi. Hôm nay cái camera của em nó bị chập chờn. Lúc trước em quay cái video của cái video này này, nhưng mà làm cái này này lúc đầu ấy, nhưng mà không được. Đến chiều hôm nay về em sạc pin biết ngon lành mà thì lại ok các bác. Đây có mấy cây chanh này thì mình sẽ đánh ra để mình rồng này. Cái chanh này chú định rồng ở đâu? Rồi mình sẽ rồng rồng cái cây chanh này vào đây nha các bác nhá. Đây cuốc đánh cái cây chanh này sang này. Cái này thì nó còn bé đó, nhưng mà gốc kia thì thấy rất là to, rất là chất lượng. Mình đào như thế này thì nó đỡ ảnh hưởng đến cái rễ của nó, thì mình nghĩ là nó sẽ không sao cả. Để cho chú ấy tự ấy bằng tay. Đây có bên đấy còn một cây nữa thì mình sẽ trồng vào cái chỗ ấy này. Chỗ này đất rất là tơi này các bác này, rất tơi mềm lắm, tơi xốp. Đấy, lấy cái cây này sang này. Đất ở bên này cũng tơi xốp, các bác ấy chăm sóc cũng rất là chu đáo. Ba cái ấy bằng tay vào cho ba cái yên tâm, không có mình làm bằng máy thì lại sợ nó hỏng. Ở đây đào một lỗ nữa nhá. Đây này, cho cái cây này vào này. Hơi bị nông quá, mình sẽ cho nó sâu hơn. Cái này bung dễ rồi. Cái này dễ của nó bị sâu hay là bị làm sao ấy, ngắn quá. Bù thêm cho nó mới ít cái đất tơi này vào. Cái chỗ này thì cũng cho thêm vào nhá. Cái này đánh ra như này phải cho rất là nhiều nước và thì nó mới hồi phục được, cái chanh nó mới tốt lên được. Cứ tự dưng mà ấy ra thì nó không thể tốt được. Đấy, cái này thì mình cứ quăng ra ngoài nha các bác nhá. Mình sẽ đứng lên cái mặt bằng này đi, đứng lên trên cao này đi để mình lấy cái với ra cái phần xa xa kia một chút. Không có là nó bị
với, không với ra được xa. Đứng ra vào cái cây mít này. Mình sẽ cào từ cái chỗ này nhá. Chỗ này nó có mấy cái gọi là cái mía các bạn. Ừ, cái mía. Khu này thì có mấy cái ớt này thì mình sẽ để lại nhá, mình sẽ không cào mấy cái ớt này đi. Bác chủ nhà bác ấy bảo là cho xuống đến đây đâu. Để cái lượng đất ra ngoài này thì nó cũng vừa phải là vừa. Đấy. Vứt ra đây là ok này. Cái này cứ kéo xuống gọi là sơ sơ qua thôi. Mình cũng không cần thiết là mình phải làm bằng. Anh em nào mà mới đi làm mà gặp được cái công trình như thế này thì sướng lắm ấy. Bởi vì người ta không yêu cầu kỹ thuật. Ngày trước mình đi làm mới đi làm ấy, nhiều khi là gặp phải bác chủ nhà khó tính hoặc là những cái người mà người ta người già các bác người ta kỹ tính ấy. Đi làm rất là người ta rất là cẩn thận, người ta yêu cầu kỹ thuật nó gọi là cao. Cho nên là lắm lúc làm cũng rất là áp lực. Đã mới đi làm thì chớ thì xong là lại còn bị người khác người ta chê nữa. Cho nên là rất là dễ bị chán nghề, dễ bị tủi thân. Anh em nào mà mới đi làm xem anh em bị người ta nói là bảo là làm cũng không biết làm ấy. Cảm giác chán lắm. Nhưng bây giờ đến bây giờ mình đi làm thì mình làm thì người ta không gọi là không phải lo nghĩ gì nữa rồi. Mình nhiều khi mình làm mình có tư vấn cho người ta như nào cho nó hợp lý. Chứ còn như các bác gọi là mới ra nghề ấy, thì là lắm lúc mình không dám nói mà. Không phải là ngại không dám nói mà là nhiều khi là mình vẫn muốn là làm theo cái ý của chủ nhà mới lại là làm cái gọi là cái theo cái yêu cầu của người khác ấy, làm sao để cho người ta hài lòng là cái quy hóa lắm rồi, người ta chỉ cần người ta đồng ý, người ta bảo ừ thế được rồi là sướng lắm rồi đấy. Không cần thiết là phải đẹp hay là như thế nào hết, chỉ cần chủ nhà đồng ý thôi. Lắm lúc cái kiểu đi khảo sát đấy các bác, khảo sát là mình cứ phải đi hỏi hết ông nọ ông kia xem mà cháu làm cái này được chưa, rồi thì làm cái này có lâu quá không, hay là làm cái này nó có bị xấu hơn so với người ta không. Lắm lúc cũng rất là bất tiện, rất là tự ti. Đây thì mình lấy này để cho nó tương đương với lại cái ở phía bên ngoài này nhá. Cái phía bên ngoài này mình thấy cái vườn cái rau ở chỗ này thì mình chắc là nghĩ là sẽ không cần phải múc cho nó sâu hẳn đâu, cho nó bình thường thôi. Này đất ra đây là thoải mái ra vượt cái núi chuối kia rồi. Lên thêm một tí nữa để mới được ở cái đằng chỗ giáp cái chỗ nít ô tô này. Cái công trình này thì làm nó cũng lâu dài lắm các bác ạ, cho nên là mình sẽ quay những cái video ngắn này, chia sẻ những cái công việc của mình như thế này thôi. Thì là anh em sẽ hết sức là thông cảm thì mình cũng không thể quay được hết cả cái công trình của mình đang làm. Đấy, nhiều khi là mình sẽ quay gọi là chia sẻ về những cái công
việc thực tế hàng ngày của mình cũng như là mình làm công việc như thế nào mình đều chia sẻ cho các bác anh em xem, thì cứ để lại cái comment. Nhiều khi mình không đọc được cái video đâu, không đọc được cái bình luận đâu, nhưng mà mình vẫn không trả lời được bình luận, nhưng mà mình vẫn đọc hết. Nhiều khi các bác đến xem ấy mình vẫn đọc mà. Bác có để lại bình luận là mình đọc hết mà. Cho nên là anh em cứ ấy, thì mình sẽ tổng hợp lại xong rồi mình làm cho các bác một cái những cái video về những cái yêu cầu của các bác. Do là công việc của em nó cũng hơi bận rộn nữa, em cũng không có nhiều thời gian lắm để em làm cái video nó hay hữu ích hơn một tí về những cái yêu cầu của các anh em, cho nên là lắm lúc anh em hết sức thông cảm. Em thì một mình một máy một xe, phải làm thêm cả bên YouTube này nữa, cho nên là lắm lúc thì không ôm được hết, không ôm xẻ được. Đây, cái chỗ này thì mình xa xa này mình làm cái đường để mình đứng ở đây nhá. Đấy, như này thì mình quăng đất ra kia thì nó sẽ ra được tít ngoài luôn. Thôi tạm biệt, chào tạm biệt, hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo nhá. Chúc anh em thật là nhiều sức khỏe, may mắn và thành công. Tạm biệt, chào tạm biệt.